Plankton là con ngon lắm nha. Ừ. Là cô tam giác quỷ nha. Hò 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 còn ăn nữa đi. Suka với Nobita ngủ ngon, còn Seiko với Chaien vẫn thức. Nói là Nobita với Suka ngáy hò 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 phải, còn Chaien với Seiko cô nói là phải tìm mọi cách, phải tìm mọi cách. Mọi cách làm gì? Đi phải tìm mọi cách đi đến vùng biển ấy. Đấy, thấy chưa? Cái mặt xe cô gian thật. Đi chơi núi à? Thức ăn của cá đây hả mẹ? Cái này hả? Đúng không? Cái này đúng không? Đúng. Cái đấy người ăn có được không? Được. 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 Sao con xinh thế? Cho mẹ thơm một cái này. Yêu lắm thôi. Cho mẹ xin miếng nhé. Ăn không? Cho mẹ xin nhé. Con ăn mẹ thèm quá. Có tí tương ớt là nó ngon hẳn. Được. Cay. Cay ngon. Cái gì lâu vậy sao? Yeah.
một cậu bé Hương, trang 241, yêu con thì phải giúp con tạo dựng một cuộc diện hài hòa, đừng gây rắc rối cho con. Sau khi Viên Viên nhảy cấp lên lớp 4, việc học tập không có gì khó khăn, chẳng mấy đã quen thân được với các bạn trong lớp 10, có thêm mấy người bạn thân. Thế cô làm sao đấy? Ngất à? Bị chết. Chết á? Làm sao mà chết? Vì đàn Vinh điều chỉnh môi trường hết tác dụng mẹ. Thế có cứu được không? Không được rồi. Chết thật rồi thì làm sao cứu được nữa chị cô? Nằm rồi nấm mồ thôi. Nhưng mà vẫn cứu được ấy. Thế cô không bao giờ chết hẳn mà. Đây nó lại sống lại rồi. Đây đây. Vinh ai cứu nhỉ? Doraemon. Sai biết. Nobita. Chai An. Sai biết. Chai An cũng chết theo xe cô ấy mà. Mình chỉ bị ngất thôi. Chết làm sao mà còn chuyện Doraemon. Còn phúc. Cái đoạn phương cấp còn hay hơn nữa mẹ. Sư cô ơi, tôi sẽ nhớ mãi cái mỏ nhọn tọc mạch của cậu. Còn trai em, cậu chết rồi ai sẽ hát cho bọn tớ nghe? Ôi, tôi sẽ nhớ mãi giọng hát kinh khủng của cậu.